Giá heo hơi hôm nay 14, 7 giảm nhẹ giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ. Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận mức giảm 1.000 đồng trên kg. Bắc Giang 65.000, Yên Bái 64.000, Lào Cai 64.000, Hưng Yên 66.000, GIA MR 1.000, Nam Định 64.000, Thái Nguyên 65.000, Phú Thọ 64.000 giảm 1.000, Thái Bình 65.000, Hà Nam 64.000, Vĩnh Phúc 65.000, Hà Nội 65.000, Ninh Bình 64.000, Tuyên Quang 65.000. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang trên diện rộng. Thanh Hóa 63.000, Nghệ An 63.000, Hà Tĩnh 63.000, Quảng Bình 60.000, Quảng Trị 62.000, Thừa Thiên Huế 60.000, Quảng Nam 60.000, Quảng Ngãi 60.000, Bình Định 61.000, Khánh Hòa 60.000, Lâm Đồng 61.000, Đắk Lắk 59.000, Ninh Thuận 60.000, Bình Thuận 61.000. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững lại. Bình Phước 60.000, Đồng Nai 61.000, Thành phố Hồ Chí Minh 60.000, Bình Dương 61.000. Tây Ninh 60.000, Vũng Tàu 62.000, Long An 61.000, Đồng Tháp 62.000, An Giang 59.000, Vĩnh Long 58.000, Cần Thơ 60.000, Kiên Giang 59.000, Hậu Giang 61.000, Cà Mau 60.000, Tiền Giang 59.000, Bạc Liêu 60.000, Trà Vinh 59.000, Bến Tre 61.000, Sóc Trăng 62.000.